trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân trung tá cảnh sát giao thông hy sinh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An công bố các quyết định về việc trợ cấp thức hàng tháng đối với thân nhân trung tá cảnh sát giao thông hy sinh. Ngày 7 tháng 6, Công an tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào. Các đại biểu đã thắp nhang và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thương tiếc trước sự anh dũng hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên của nhân dân. Sau đó, đại diện Công an tỉnh đã đọc quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết ngày 22 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc cấp bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào. Công an tỉnh xin chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp được đối với thân nhân gia đình liệt sĩ. Mong gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Công an tỉnh đã phát động trong lực lượng Công an tỉnh học tập tấm gương hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bình yên của nhân dân, Đại tá Lâm Minh Hồng bày tỏ. Ông Lưu Văn Bùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, phát biểu trong xúc động, sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Qua đây, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào khi gặp khó khăn. Thay mặt gia đình lên nhận bằng tổ quốc ghi công, ông Nguyễn Văn Dư, cha của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, đã cảm ơn các cấp, các ngành từ địa phương đến trung ương đã kịp thời động viên, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong lúc gặp khó khăn. Đặc biệt, các cấp, các ngành đã kịp thời giải quyết nhanh chóng, đầy đủ các chế độ và công nhận con trai của ông là liệt sĩ, qua đó thể hiện sự ghi nhận rất kịp thời của Đảng và Nhà nước. Tại buổi lễ, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cũng đã công bố các quyết định về việc trợ cấp thuốc hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.